Cô hoàn thành được cô. Cô hoàn thành được câu 3 câu đầu nhé. Spelling, để các bạn biết bà. Trong quá trình cô spelling thì những bạn còn lại trong lớp các bạn gõ, chủ động gõ cô đáp án vào trong phần chat box. Nào cô câu đầu tiên Stormy nào. Theo con thì Stormy này là spelling như nào và đang thiếu letter gì đây? Đây là mic của cô của giống của Peter vừa nãy rồi. Cô Phu xin có bố mẹ ở nhà không để bảo bố mẹ vào kiểm tra lại mic cho con nhé. Vừa nãy cô hỏi Peter cũng không được. Cho Moon đi. Moon mở mic đi con. Stormy Chiếu letter gì nhỉ? or R, đúng rồi. Những bạn còn lại thì sao? Rồi xấu quá cho cô tí. Rồi. Nhưng bạn còn lại chúng mình chủ động ghi trong nhóm mà cô, tụi bạn bảo anh nhé. Đúng rồi. Này nhá. Rồi tiếp nữa nè. Câu số 2 của chúng mình thiếu từ nào đây? Là mình gõ chủ động vào trong nhóm cho cô. Rồi, you letter ạ. U. Đúng rồi. Tiếp. Câu số 3 sẽ là letter You ạ. U. Đúng rồi. Xong. Moon đã hoàn thành xong 3 câu tiếp theo. Cô mời Nancy. Nancy mở mic con nhé. Nancy, câu này là câu số 4 là con tiếp tục. Thiếu từ nào nhỉ? Letter E. Letter E. Con để đây là shell. Rồi. Câu tiếp theo nữa thiếu letter A. A, đúng rồi, snail. Tiếp nữa, màu nâu nè, thiếu W. letter. W. Rồi, tiếp theo cô mời bạn khác nè, ba câu tiếp tục. Cô mời Bảo Hân. Con thưa cô Bảo Hân là này. thiếu letter Đúng rồi, câu này thiếu letter R. Câu tiếp tục nè. thiếu letter S. Rồi, cho letter S, chính xác. Câu tiếp theo nữa của cô sẽ là tiểu letter. Thiếu letter Chọn luôn. Rồi. Tiếp tục cho cô câu cuối cùng nốt nhé, Hân nhé. Còn một câu cuối nè. con thưa cô Tiểu là thiếu letter. letter R. Rồi, chính xác. Có bạn nào hoàn thành đúng hết như này trên bảng của cô không? Nếu có, các con đi số 1 vào trong nhóm nhé. Nếu có, ghi số 1 vào phần chat box. Rồi, cô hoàn thành đúng hết này. Không được câu nào thôi. Rồi, có Moon, có Nancy, Lucy, Hân, ai em bảo anh, Jenny. Đúng hết rồi, Sydney. Rồi, chúng mình tiếp tục sang câu bài số 2. Mấy bài khá là dễ, chúng mình đi nhanh nhé. Bài số 2 nè. Nó bảo rằng là chúng mình sẽ lựa chọn từ cả chữ cái đầu tiên của từ vựng đó. Bài này thì cô sẽ mời Lucy hoàn thành cho cô phần này nhé. Lucy nè. Những bạn còn lại chúng mình vẫn sẽ tiếp tục hoàn thiện cho cô ở trong nhóm. Trong phần chat box, nếu như cô bảo câu 1 chúng mình thiếu letter nào, chúng mình gõ câu letter đó vào nhé. Câu 1 nè. Câu 1 là G ạ. Đúng rồi, bởi vì theo từ gì ạ? À? Lucy. Từ Gì câu đấy? Goat. Đúng không? Câu số 2. Okay. L thiếu letter Vì đây là... R. Vì đây là... Vì đây là cục đá. Ừ, đá thì lại là gì nhỉ? Đúng rồi, nhưng mà có tùy lúc đúng không? Có stone hoặc là từ gì đây? Trong khi trong bài này nó sử dụng letter R, sẽ là từ... Theo từ gì ở lớp mình? Rock. Đúng không? Rock. Chú ý nhé. Câu số 3 nè. Câu số 3. Coconut Lucy. C. Coconut. Đúng rồi. Tiếp tục cho cô 3 câu tiếp theo nè. Cô mời David. 3 câu tiếp theo. David đâu? con thưa David mở cô là gì? rồi. C. Theo từ. Hãy cho từ Theo từ gì nhỉ? cao. Rồi. Câu số 4, à, câu số 5 nè. Letter. Câu số 5, letter P. Rồi, theo từ. Lậu. Đúng rồi. Tiếp nữa. Phần câu tiếp theo nè. Câu Đây sẽ là 6.
C. Đây cho từ Theo từ gì nhỉ? sợ. Circle, đúng không nhỉ? Cô ơi, từ từ đang gõ nhá. Cô đang hỏi câu nào thì con chỉ gõ câu đấy thôi. Không gõ trước các bạn đâu. Tự dưng có letter J ở đâu đây rồi cô? Tiếp tục cô sang 4 câu tiếp theo. Cô mời Sydney nè. Con 4 câu tiếp nè. Câu này sẽ là F F. Theo từ. sang Đúng rồi. Câu tiếp nữa. G J. J hay C? J J. Theo từ. Jacket Rồi. Câu tiếp theo nè. M N. Theo từ. Moon Moon. Và câu cuối cùng sẽ là P P. Theo từ. Puzzle Đúng rồi. Có bạn nào hoàn thành đúng hết các con gõ cô số 2 vào trong nhóm nhé. Hoàn thành đúng hết bài này. Gõ cô từ số 2 vào trong nhóm. Rồi. Rất nhiều bạn hoàn thành đúng hết đúng không nhỉ? Tiếp nhé. Chúng mình sang cô bài số 3. Bài số 3 là lựa chọn những từ có. Hãy phân vào những từ mà có cùng cái chữ cái đầu tiên. Nào. Bài này dễ quá. Câu 1. Cô mời. Xem mình nào cô sẽ gọi tên nào. Cô mời bạn Alice. Alice. Bài số 3 câu 1. con thưa cô là playground và picture. Đúng rồi. Chúng mình sẽ khoanh thẳng cho cô là playground và pictures. Mời cô ấy cùng một letter gì đây ạ? Alice. Cùng một letter gì? Rồi, letter P. Tiếp tục cho cô câu số 2 nè. Alice tiếp đi con. Con thưa cô, câu số 2 là climb và clock. Ừ, con chọn từ climb và clock bởi vì cùng một letter. Cùng một letter C, đúng rồi. Tiếp tục, câu số 3 tiếp đi. Câu số 3, Alice. Này dễ đúng không cả lớp? Chúng mình có từ hat và từ hot bởi vì cùng một letter E. Câu số 4, số 5 mời bạn Mickey nào. 4, 5 cô mời Mickey. Câu số 4 Monday và Mirror Mirror Gọi Monday và Mirror bởi vì cùng một letter, cùng một letter M. Câu số 5, câu số 5 nè. Firefrog. Rồi fly và flock, frog bởi vì cùng một letter E. Bài này có khó mà lớp. Nếu mà con đúng hết con gõ câu số 3 nhá. Đúng hết thì gõ câu số 3. Rồi có Lucy, Nancy đúng hết này. Rồi các bạn đều làm đúng hết đúng không? Sang phần tiếp theo này, phần này là khá là khó. Thật ra là cũng không hẳn nếu như các bạn nắm nắm được nghĩa của từng từ vựng một. Phần này sẽ là chọn từ khác loại. Có 10 câu tất cả, cứ 5 câu một nhé. 5 câu đầu tiên cô mời Lucas. 5 câu đầu tiên cô mời Lucas. Lucas mở mic và trả lời bài nhé. Vâng, cô một là khác ạ. Khác tại vì sao đây? Chúng mình có t-shirt, ship, cap và skirt. Tại sao lại chọn là cap? À, Không. Okay. à cô là ship ạ. Chúng mình sửa lại cô. Câu này phải quanh vào ship, đúng không? Bởi vì là A, C, D đều là các gì? Đồ dùng cá nhân, quần áo, đúng không? Còn ship thì là tàu, không liên quan. Câu số 2 Lucas chọn. Cô là glue ạ. Đúng rồi, bởi vì sao? Những từ còn lại là gì ạ, Lucas? Một cái này là hình ạ. Đúng rồi. Câu số 3. Số 3, câu số 3 là uncle ạ. Uncle, tại vì sao? Tại vì mấy cái từ kia chỉ với nước uống ạ. Rồi, và câu số 5 sẽ là Câu số 5 là sinh ạ. sinh, bởi vì sao? Sinh là hoạt động ạ. Đúng rồi, từ sinh chỉ hoạt động. Đúng không nhỉ? Các bạn nghe kỹ cho cô phần bạn vừa trả lời bài nhé. Tiếp theo này, cô mời từ câu 6 đổ đi nè. Cô mời bạn Moon. Moon 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 Bích ấy. Moon Hương ấy.
Anh nâng cô rồi sáu là Jojo ạ. Jojo, tại vì sao? Bởi vì đây Những là từ còn gì lại. đầu tiên, các cửa còn lại là Những hoạt từ động. còn lại. Đúng rồi, câu số 7 các bạn phải giải thích như thế nhé. Câu số 7 nào. Câu số 7 là Điều. window. Câu số 7 con chọn window bởi vì sao? Bởi vì các từ còn lại là Điều. con hoa quả, còn kia là các từ còn lại là đồ ăn, còn đây là đồ vật ạ. Đúng rồi, câu số 8 nào. Câu số 8 là Draws, draw. đúng không? Bởi vì những từ còn lại đều chỉ gì kia. Chỉ phương tiện đi lại, còn đây là Rồi. Đúng rồi, những từ còn lại sẽ chỉ phương tiện đi lại. Tiếp tục, câu số 9 nào. câu số 9 là cái sắc, bởi vì các từ còn lại là màu sắc ạ. Đúng rồi. Và tiếp theo nữa chúng mình có từ cuối cùng sẽ chọn. Từ cuối cùng chọn gì nhỉ? Tôi vừa cùng chọn Fan. fan ạ. Ta chọn fan. Chúng mình có clock, fan và door và dress. Chú ý lại của câu này nè. Chọn câu nào đây? Là Dress, đáp red án. ạ. Dress. Là đáp án dress. Đúng rồi. Và những từ còn lại đều chỉ đồ, đồ vật. Đúng không? Dress thì chỉ váy thôi, không liên quan lắm. Xong. Các bạn đúng hết không? Câu bài 1 các con lại ghi tiếp vào câu số 1 vào trong phần chat box nhé. Một. Nếu như chúng mình đúng hết bài này. Vậy thì đa số các con đều đã biết cách làm bài chọn đáp án khác với từ lại, những từ lại khác rồi đúng không? Chú ý cô trong bài thi cũng sẽ có những cái đoạn bài như này. Tiếp nữa, bài phần count. Cô nghĩ bài count đếm số rất là dễ rồi. Chúng mình thử nhé. Cô mời bạn nào, cô chưa mời đây. Bạn nào để tên là 1, 2, 3, 4, 5, 6 kia. À? Rồi lại tên nhá. Ui, Jenny nè. Jenny làm cho cô bài này. Bài số 2, câu 1. Đáp án. đáp Đáp án án con để câu 1 này là gì? eleven ạ. Đúng rồi, 11. Chúng mình có tự đếm được không? Nếu bạn nào chưa nắm được cách đếm số hoặc là cách viết từ của số bằng tiếng Anh thì các bạn nhớ chủ động ôn lại bài nhá. Rất nhiều bạn hay nhầm. Câu số 2 nào, đáp án sẽ là Đáp án sẽ là 40. 14. Nhưng mà đây chúng mình có tận 2 14. Vậy đâu là 14 đúng đây? B, C nhỉ? Anh thưa 14 cô nào là đây? 14 đúng. C. C. Rồi, chúng mình chú ý cô nhá. Câu số 3 nào. Con số 3 là Câu số 3 con chọn là Câu số 3 con chọn là 12. chắc không? 12 B đúng không? Rồi. Câu số 4 tiếp tục nè, cô mời bạn khác nhé. Câu số 4 tiếp nè, vô phu trở lại mất chưa? Câu số 4 cô mời David. Câu số 4 David Câu số 4 con chọn nè. là câu số Con 4 chọn là con chọn là 15. 15. Rồi, và đừng nhầm là 15 nhé. 15. Đúng. Câu số 5. Câu số 5 con chọn là 19. 19. Câu số 6. Câu số 6 con chọn là Từ từ nhá, câu số 5 nhìn lại này. Câu số 5 nhìn lại đếm xem đúng chưa này. Chúng mình có đầu tiên, chúng mình có bao nhiêu cái đây? 9 này. 9 với 9 là bao nhiêu? Phải là bao nhiêu? Câu số 5 này phải là bao nhiêu lớp mình? con số Đừng 5 đếm là nhầm lớp x9. mình. Rồi, câu này phải là 18 nhá. Đừng đếm nhầm. Câu số 6 nào. Câu số 6 là 19. 19 nào nhỉ? A hay B? D. A, B A, á? A, A. A, đúng rồi. Câu số 7 nào. Câu số 7 là gì nhỉ?
Câu số 7 cô mời thử bạn khác nhé. Nancy nè. Câu 7, 8, 9 sẽ là cho Nancy. Nancy 7, 8, 9. Nancy câu 7 mở mic con. Đây. Ai câu số 8. Ten B. B B. Và câu cuối cùng sẽ là B 17. rồi 17. Xong nhá. Các bạn sang thật theo câu bài số 3. Bài số 3 là bài kiểm tra ngữ pháp của các bạn. Nào. Bài số 3 câu 1 chọn gì đây? Là Lisa ơi. Nếu bạn còn lại các bạn vẫn tiếp tục ghi cho cô vào phần chat box. Bài số 3 câu 1. Câu này chọn là gì? Is. Is. Đúng rồi. A house. Câu số 2. Câu số 2 là gì nhỉ? Số 2 là Là như sao thật A, B, B ạ. C? B, đúng không? I am ending. Câu số 3. Câu số 3 là B ạ. Rồi, câu số 4. Câu số 4 là ai ạ? Ê, rồi, các bạn đã biết cách làm phần đáp án to be phân biệt giữa am, is và are. Tùy vào từng trường hợp và tùy vào phần chủ ngữ đúng không? Tiếp tục với cô câu số 5 hoàn thành tiếp. Cô mời bạn Moon Ngọc. This is a ruler. Rồi, đúng rồi. Câu số 7 tiếp tục nào. This isn't. Đúng rồi. Câu số 8. What are these? They are. They are Bởi vì sao? Tại sao không phải là B và C mà lại là A? Lớp nghe giải thích này. pencil case. They are là số nhiều mà notebook và crayon là số ít ạ. Notebook và crayons là số ít, mà chỉ có cái pencil cases là số nhiều. Nên chúng mình chú ý ở câu phần này nhé. Câu số 9 à. 9, cô mời bạn khác đi. Cô mời câu số 9 Bảo Anh. Bảo Anh câu 9 con ơi. 9, 10, 11, Bảo Anh. Câu số 9 là B. Câu số 9, con chọn là B. Miss Lance is my mother. Đúng rồi. Câu số 10 nào. Câu số 10 là con chọn A. Câu số 10 con chọn là A. This is a boy. Phải là gì? Đây phải là gì nhỉ? This is a boy. Chú ý cô khi nào bắt đầu bằng uể oải thì mới là ân. Ví dụ chúng mình có ân apple nhá. Ví dụ chúng mình có ân apple bởi vì nó kết chữ cái đầu tiên của nó là letter A thì mới là ân apple, hoặc là orange cái là O nhá. Chú ý cô phần này, nhìn lại này, khi bắt đầu bằng những từ sau đây thì các bạn nhớ cho cô là ân. Cô đã gõ phần nhóm của chúng mình nhé. Chúng mình nhìn lại cô, ví dụ chúng mình có apple, chúng mình có apple này, hoặc là orange, không có đáp án nữa là mình ơi, hoặc là orange thì các bạn chú ý cô sẽ là ân. Còn những từ còn lại không liên quan đến cho mấy cụ uể oải này sẽ là ơ. Tiếp tục câu số 11, đáp án là gì? Câu số Bảo Anh. 11. Câu số 11 là bia ạ. B. Rồi. What color it is? It's orange. Đúng rồi. B. Mình tiếp tục nhé. Sang phần tiếp theo nè. Ô, tiếng này cô bị đơ thử cô một chút nhé. Chúng mình tiếp tục này. Câu này sẽ là B. Tiếp tục sang bài số 4. Các bạn nhìn thấy câu bài số 4. Có tổng cộng là 6 câu tất cả. Đâu, 9 câu tất cả. Từ câu 1 đến câu số 4, cô mời Mickey.
Câu 1 nè, các bạn vẫn sẽ gõ câu 1B hoặc là 1A vào đấy nhé. Cái đường ghi B, C, D nó loại hết cả lên, cô không biết câu nào với câu nào đó. Ví dụ câu 1 các bạn chọn là 1A, thì các con ghi là 1A, 1A, 1B. Câu 1, Mickey. A con chọn với Yes. Câu 1 con chọn là A một là gì? một là I have lost a pet, hay là I have lost a pet, hay là I a lot of pets? Cái này phải là gì? Một là gì nhỉ? A. Rồi một là A, phải là I have a lost of nhá. Chủ yếu của a lost of đi cùng một cụm, đừng tách nó ra. Tiếp tục câu số 2. Tôi có rất nhiều thú cưng. I have a lot of pets. Câu số 2 nè. Câu số 2 con chọn là Câu 2 con chọn là con này, đáp chọn án của nó đây. The cage are in the parrots, hay the parrots are in the cage, hay là in the cage are the parrots? Theo chúng mình hiểu sẽ là con vẹt, những con vẹt thì đang bị nhốt trong chuồng, trong lồng, đúng không? Trong lồng đi. Thì sẽ là đáp án. Nào, những con vẹt bị nhốt ở trong lồng. con Chu chọn sẽ là B. gì? B. B. Bài này khá khó, chúng mình chủ yếu cô nhớ dịch trước. Dịch xong thì bắt đầu mới làm bài nhé. Câu số 3 nè. Câu số 3. Câu số 3 con chọn A. Câu số 3 con chọn A. Where are the goldfish? Đúng rồi. Hỏi rồi. Câu số 4 của một bạn khác nè. Câu số 4 cô Phu ơi, xem nói đến mic của con nói được chưa cô Phu? Câu số 4 An Nhiên. An Nhiên câu 4. 4, 5, 6, 3, An Nhiên nè. À? 4, 5, 6. Câu 4 này An Nhiên phanh đâu con? Mở mic lên nhé. An Nhiên làm bài này cho con. Chưa à? Cô mời bạn khác đi. Sydney nè. Câu số 4. The fish tank are Rồi, câu này theo Sydney dịch sẽ là như thế nào mà tại sao sao chúng mình lại chọn A nhỉ? cat. Bình cá nó ở đằng sau những con mèo. Nhưng mà con nhìn cho cô phần này nhá. Fish tanks ở đây không có số nhiều, tại sao lại là R nhỉ? Ở đây có phải một đáp án đúng không? The fish tank, nếu như nó là the fish tank is behind the cats thì sẽ là đúng. Vậy thì chúng mình sẽ nhìn lại cô một chút đáp án của nó. Cho như các bạn để hôm nay cô đáp án 4 là đáp án C. The cats are behind the fish tank thì có được không hả Sydney? Câu này chúng mình biến đổi một chút hai cái chủ ngữ đạo vị trí với nhau. Và nhìn lại cô, the cats ở đây đang ở số nhiều và cô chọn là R thì đúng chưa nhỉ? Đúng chưa? Đúng rồi đúng không? The cat, những con mèo thì ở đằng sau bể cá thì nó nghe sẽ hợp lý hơn, bởi vì những con mèo đây đang ở số nhiều, mà số nhiều của chúng mình sẽ là sử dụng to be là are. Cô này xin đi hiểu không con? Xin đi ơi, xin đi hiểu câu này chưa? Mở mic cho cô nhé, vẫn chưa trả lời xong đâu. Rồi, con nhớ cô câu số 5. Câu số 5 Sydney chọn đáp án nào đây? Do you have any Rồi, câu này thì đúng. Do you have any trucks? Và câu này sẽ là 5C. Bạn có bất cứ chiếc xe tải đồ chơi nào không? Câu số 6. Tiếp tục, Sydney câu số 6. Đáp án sẽ là How many students are there? đúng rồi, how many students are there?
Câu số 7 tiếp tục môn hương nè. 7, 8, 9. Câu số 7 là How many crayons do you have? Crayons, đọc lại nha. How many crayons do you have? B. Câu số 8. Câu số 8 là gì nè? Z These are balloons. the blue are green. Đúng rồi, see. These balloons are green. Câu số 9 sẽ là This is a brown book. đúng rồi, câu thứ 9 là This is a brown book. Xong. Nếu bài này các bạn đều đúng hết, các bạn gõ cho cô số 0 nhá. Bài 4 mà đúng hết các bạn ghi cô số 0 ở trong nhóm. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi vậy thì các bạn đã chắc khá là chắc cái phần sắp xếp lại câu, bởi vì bài sắp xếp lại câu là một trong những bài khá là khó khi thi và hay bị nhầm. Ví dụ câu 4 cũng rất là dễ nhầm này, nếu như không chú ý ở phần to be ở phần chủ ngữ số ít thì sẽ là is, và chủ ngữ số nhiều sẽ là are, chủ yếu của phần này. Một lần nữa chúng mình nhớ cô trong bài thứ 5. Bài số 5 các bạn gửi cho cô nhé. Bài này con sẽ di chuyển vào cô phần này. Cô sẽ hỏi, và bài này thì cô hỏi sẽ được cho Lucas trả lời bài này. Những bạn còn lại chúng mình gọi cho cô đáp án. Ví dụ 1C không thì là 1C, 1B thì ghi là 1B nhé. Lucas mở mic nha. Rồi câu này nè, may I go out? Câu 1, khi cô hỏi như vậy thì Lucas trả lời như nào đây? May I go out? B, yes, you Number two, what color it is? can. It What color is this? Và con chọn là this. It is black. Three, what color are these books? black. They Đúng rồi. Câu cuối cùng, is this your Yes, it is. ruler? Đúng rồi. Các bạn chú ý cho cô nhé. Nếu trong bài này lớp không để ý sẽ bị nhầm giữa câu 2 và câu 3. Bởi vì câu 2 và câu 3 một cái sẽ là số ít và một cái là số nhiều. Chú ý vào chủ ngữ người ta sử dụng trong bài. Vậy thôi nhá. Tiếp nữa phần reading. Một cái bài khó một chút nữa đấy là phần các bạn phải điền từ vào chỗ trống. Bài này cô sẽ mời Lisa thực hành cho cô bài này nè. Đầu câu vẫn sẽ là My name is Quân, rồi bạn ấy đang giải thích tên của bạn thì thế này giới thiệu. Today my family là my family, đáp án là gì cả lớp ơi? Tất nhiên không phải là em rồi, chúng mình loại ngay C cho cô nhá, và chỉ có A và B thôi. Number one nè, nếu one là A con ghi one A, one B ghi là one B nhá. Lisa đâu? Lisa mở mic con. Quan là VR. Con chọn 1B. Tại sao my family lại là R? Còn những cái trong trong bài các bạn ở trong chat box của cô, các bạn ghi là my family is. Các bạn có thể giải thích được không? Bởi Lisa giải vì thích được mai không? có Lisa giải thích nào? bởi vì family là tất cả mọi người trong nhà, là số là nhiều người nên là số nhiều ạ. Thế tại làm sao các bạn còn lại lại ghi là my family are? Nhưng mà còn lại thì sao? Tại sao các bạn ấy ghi là my family is? Chưa hỏi câu 2, chưa hỏi câu 3 nên là nhiên Alice không trả lời trong nhóm nhá. Tụi mình đang hỏi câu 1 nữa. Nào, một lần nữa chúng mình nhắc lại nhé. Có bạn nào có thể trả lời lại cô câu này không nhỉ? Bởi vì đáp án đúng của câu 1 sẽ phải là my family is. Tại sao không phải là are mà tại sao lại là is? Cô mời bạn lớn hơn trả lời nhé. Lucas nào. Lucas trả lời được không? Con cô tại vì là quân là số ít ạ. Không, đang hỏi bên dưới cơ mà. Today my family. Đây, câu 1, my family at home. Tại sao lại là is mà không phải là my family are at home mà lại là my family at home? Rồi, cùng với bạn khác nhé. Bảo Anh nè.
Dạ, vì ở trong này là chỉ có một gia đình thôi chứ không có nhiều gia đình ạ. Có câu trả lời nào khác không? Một cái khác là trả lời thử câu nào, một hai ba bốn năm sáu, chữ đầu tên nào con? Bạn nam đeo kính đi con. Tại sao nè, tại sao các bạn để đây lại là my family is mà không phải là my family are? Family không có chữ S. Bản thân của family không bao giờ có chữ S nha. Chú ý là Elko nè. Cái khác đi, Alice nè, trả lời thử. Cô là family đấy là tổ tiên ạ. Rồi, Alice sẽ trả lời được phần này không con? Chú ý cô phần này nhé, các bạn đang sử dụng, đang chỉ toàn bộ cả gia đình. My family là toàn bộ cả gia đình, nên chúng mình chỉ sử dụng ở khu là is thôi. Còn khi nào mà chúng mình liệt kê tên từng thành viên ra, thì lúc đó mới sử dụng là are. Chú ý nhá, nếu như trong cái phần my family người ta để rằng là my parents, my brother and my sister are at home, thì lúc đó chúng mình sử dụng ở khu là are. Còn lại phần my family chúng mình đang nói về một tập thể trong gia đình đúng không? Một cụ, chúng mình sử dụng ở câu là is. Xong câu 1 nhá. Các bạn đã hiểu phần này chưa? Tiếp tục sang câu số 2. Bây giờ các bạn lại gọi tiếp tục vào phần đáp án câu số 2 vào đây nhá. Câu số 2 tiếp tục nè. Cô mời Alice. Câu số 2. Câu số 2 đáp án là gì nhỉ? Alice bị mất tiếng rồi con ạ. À. Alice mất tiếng rồi. Mất cái phần mic, hiện mic này đang có vấn đề rồi. Bảo anh nè, bảo anh câu số 2. Vâng thưa cô, câu số 2 là B ạ. Con để là we are. Sao là cô sẽ không cần nhắc lại nữa đúng không? Các bạn chú ý là cô chủ ngữ she is sử dụng cho cô động từ to be đi kèm là is, và tương tự với you we they sẽ là are, và ngôi I đi với em nhá. Câu số 3 tiếp tục đi. Anh ơi, bảo anh ơi. Câu số 3. Câu số 3 là My father is watching. Rồi, phần này chúng mình dùng cái cô là hiện tại, tiếp diễn, đang làm gì đó. Câu B tất nhiên là sai bởi vì không có to be. Câu C không chia, cho nên câu C là sai. Chú ý cô phần này nhé. Câu số 4 nè. watching. Được cô, câu số 4 là playing ạ. Con chọn là is playing hay là playing, be hay là see? Playing ạ. Bia. Be, bởi vì tại sao nhỉ? Trong bài nó có to be chưa? Có rồi. Rồi. Còn nếu như câu 4 mà đúng câu 3, các bạn phải chú ý cô thêm to be đằng trước, verb in. Câu số 5, cuối cùng nè. Câu số 5 sẽ là... My brother is Câu số 5 sẽ listening. là... My Bia. brother is listening. Đúng rồi. Chúng mình đã xong bài này. Và khi bài này xong, chúng mình lại tiếp tục nhớ cô bài chứng minh dưới. 1.2. Nào câu 1, cô mời Nancy nè. Nancy câu 1. Câu 1 Nancy chọn gì đây? Câu một gì? Câu 1 con chọn là C. His family is at home. Cái này cô cần phải hỏi lại. Có phải giải thích lại nữa không ở lớp? Các bạn đọc cho cô phần đoạn văn và trả lời các câu hỏi đi kèm nhé. Bảo Hân câu 2. What are his parents doing now? Gia đình của anh ấy đang làm gì đây? Vừa nãy là chúng mình được biết là my father is watching TV, my mother is playing the piano. Thì bên giờ chúng mình lại tương tự như vậy. Đáp án chính xác sẽ là... Nếu cô câu số 2 thì con sẽ là đi ạ. Câu số 2 của con là B đúng không? Rồi. Câu số 3 tiếp tục nè. Câu số 3. Câu số 3 cho Môn Hương đi. Câu số 3 nè. Câu số 3 là Con chọn gì? Anh của anh ấy đang làm gì đây? Nhớ nhìn lại bài trên nhé. Bài trên nói rằng my brother is listening to music and I'm playing video games. Vậy thì câu này đáp án chính xác sẽ là B ạ. B, his
Brother is listening to Đúng rồi, câu này music sẽ là B. Tiếp nữa chúng mình nhìn nhau cô xuống phần bên dưới. Ô, hết rồi. Rồi. Vậy là chúng mình cũng đã chữa xong hết toàn bộ cả đề này rồi. Các bạn chủ động chú ý cho cô này. Phần đề này đã xong. Và phần đề tiếp theo, đề mới nhất cô sẽ gửi trong nhóm lớp cho các bạn. Các bạn hãy chủ động xem lại bài một lần nữa. Đề cũ. Xem lại đề cũ một lần nữa. Xem là có chỗ nào chúng mình phanh sai. Mà cô giải thích chúng mình chưa hiểu hay không. Nếu chưa thì các bạn sẽ nhắn, sẽ giơ tay. Các bạn bỏ cái tay xuống nhá. Sẽ giơ tay cho cô. Đối với những cái bạn nào mà chúng mình đang không hiểu từ đầu đến cuối, mà có một vài chỗ chúng mình không hiểu tại sao đáp án lại như vậy, sau khi mà cô chữa chúng mình, các bạn có ý kiến nhé. Còn nếu các bạn không có ý kiến thì chúng mình sẽ nghỉ ở đây, và phần đề mới cô sẽ gửi trong nhóm lớp cho các bạn. Các bạn sẽ chủ động làm đề mới để buổi sau, buổi tiếp theo các bạn sẽ tiếp tục chữa đề như hôm nay, nhưng sẽ là đề mới. Rồi, chúng mình đã hoàn thành cái đề này, và từ đầu đến giờ có bạn nào không hiểu phần nào hay không? Nếu không hiểu thì con giơ tay. Raise hand nhé. Có phần nút raise hand, cứ bấm vào nhé. Còn nếu các bạn hiểu hết rồi, chúng mình có thể nghỉ ở đây, và cô sẽ gửi các bạn đề mới trong nhóm nha. Rồi, lớp có thể nghỉ ở đây rồi. Bye Goodbye teacher. Goodbye. Goodbye teacher. Goodbye teacher. Goodbye. Bye teacher.